ở làng Kênh Hở Mét cũng như một số thôn làng khác ở xã Gia Le đều có những gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhờ sự kết nối của chính quyền địa phương qua công ty cổ phần hợp tác nhân lực quốc tế Vinaco và các đơn vị khác do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh giới thiệu. Nhân lực tại thị trường một số nước như Ả Rập Xê Út, Đài Loan không đòi hỏi tay nghề và trình độ kỹ thuật cao, chi phí thấp và miễn phí nên phù hợp với lao động chưa qua đào tạo, lao động nữ, người dân tộc thiểu số tại địa bàn. Cùng với sự hỗ trợ về thủ tục, chính quyền địa phương quan tâm công tác giúp đỡ gia đình biết sử dụng nguồn tiền gửi về đúng cách. Dần dần 2-3 tuần thì mình cảm thấy chủ tốt, là hết sợ, hết lo. Thì mình thấy cũng được, cũng mình sức khỏe mình cũng ổn định rồi. Có tiền người có con này, lo cho con đi học, ăn uống, quần áo này. Ủy ban nhân xã họp phân công từng cán bộ phụ trách hộ nghèo qua các hộ như là mặt trận, các đoàn thể, thì chúng tôi là có các cái chương trình chỉ đạo cũng như là ngành dọc là mỗi hội đoàn thể là phải ít nhất là phải giúp đỡ thoát 2 hộ nghèo, thì bằng cái chương trình giống như là chương trình xóa đói giảm nghèo của mặt trận thì huyện là phân về một năm là 5 con bò là 50 triệu, thì như vậy là được 5 hộ, rồi một đoàn thể 2 hộ nữa, rồi cộng các cái nguồn lực của ủy ban nhân dân huy động vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân. Trước đây vì cuộc sống khó khăn, ở nhà không có việc làm, không có điều kiện để đầu tư làm ăn, chị Hoàng Thị Thắm phải để lại 4 đứa con cho chồng chăm sóc để vào tỉnh Bình Dương làm công nhân. Tuy nhiên công việc công nhân mấy năm gần đây thu nhập cũng không ổn định, nên chị Thắm đã quyết định quay về quê. Đầu năm 2023, thông qua kênh vay vốn Hội Nông Dân, chị được tiếp cận với nguồn vốn vay sản xuất nông nghiệp. Chị đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng để thuê đất, mua giống trồng dâu nuôi tằm. Sau gần một năm thực hiện, mô hình kinh tế này của gia đình chị đã bước đầu mang lại hiệu quả. Hiện thu nhập của gia đình cũng đã ổn định nhờ giá kén tằm trên thị trường khá cao. Gia đình chị Thắm nhờ đó mà cũng đã thoát được cảnh nghèo. Trước đây thì cũng không có cái thu nhập, vì đi làm công ty thì công việc nó bấp bênh lắm. Sau này về thì mới vay được một ít tiền của chính sách thì về để đầu tư ra vườn dâu này, thuê đất rồi ống cán để mình làm. Xong rồi là từ đó đi thì mới đầu tiên thì chưa có thu nhập gì nhiều. Chỉ là nó lúc đầu thì thấy nó bấp bênh lắm. Về sau này rồi thì mới bắt đầu nó có thu nhập ổn định. Trong năm 2022 và 2023, huyện Chư Pứ được giao nguồn vốn hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí 4,553 tỷ đồng để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, các chương trình dự án này đang được các địa phương tập trung thực hiện giải ngân để các hộ nghèo được thụ hưởng chính sách. Nhiều địa phương ngay từ đầu năm đã tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể từng hộ nghèo, từ đó chọn các hộ có khả năng thoát nghèo trong năm để phân công cán bộ đảng viên phụ trách, giúp đỡ, đồng thời tập trung nguồn lực giúp các gia đình thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo thông qua nguồn quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quản lý, các mô hình riêng từ các tổ chức chính trị đã tạo điều kiện để người dân vay vốn, hỗ trợ bò dê, qua đó đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện có việc làm tại chỗ, có điều kiện vươn lên, cải thiện thu nhập. Các mô hình của các hội đoàn thể, trong đó đặc biệt là cái mô hình 10 cộng 1, 10 hội viên để giúp đỡ một hội viên của Hội Cựu chiến binh thoát nghèo rất hiệu quả. Mô hình 3 bít 2 hỗ trợ và đồng hành cùng phụ nữ nghèo của hữu huyện. Mô hình nuôi bò sinh sản theo đề án 61 của Hội Nhân huyện, đặc biệt là cái cuộc vận động làm thay đổi nước Mỹ cách làm trong bảo vệ tổ số, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ triển khai kịp thời các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giảm nghèo của huyện Chư Pứ những năm qua có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm. Đến nay huyện còn 1.708 hộ nghèo, tương đương tỷ lệ hộ nghèo 9,43%, giảm 5,04% so với năm 2021, và 10,05% hộ cận nghèo,
giảm 2,94% theo tiêu chí giai đoạn 2022-2025, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn 10,03%, vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này có sự chung tay chung sức của cả hệ thống chính trị vì cuộc sống người dân nghèo tại địa phương những năm gần đây.